Xin chào mọi người đã quay trở lại với góc bếp của Gumi. Hôm nay Gumi sẽ làm món gỏi dưa leo da heo. Da heo mọi người có thể thay thế bằng tai heo thì sẽ ngon hơn. Tuy nhiên, da heo cũng có cái ngon riêng của nó. Và đây là những nguyên liệu mình cần cho ngày hôm nay: da heo, dưa leo, cà rốt, tỏi băm, rau thơm các loại như rau húng, rau quế, tía tô, diếp cá, ngò gai, rau răm, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Đậu phộng rang, hành tím phi, chanh, ớt băm, bánh tráng hoặc là bánh phồng tôm, gia vị nêm. Trước tiên, mình sẽ làm sạch phần da heo. Nếu da còn sót lông, mình dùng dao lam làm sạch nha. Chà sạch phần da với muối, rửa sạch lại. Bắt nồi lên bếp, cho vào một ít muối, vài củ hành tím và một ít bột ngọt. Luộc chín phần da heo khoảng 30-40 phút. Mình dùng đũa xiên qua da để kiểm tra xem chín chưa nha. Trong lúc chờ đợi cho da chín, Gumi sẽ đi sơ chế những nguyên liệu còn lại. Dưa leo mình nạo bỏ phần ruột, cắt sợi, cà rốt cũng cắt sợi, rau thơm cắt nhỏ. Da heo sau khi luộc chín, mình cho vào thau nước đá, vắt thêm một ít nước chanh để da giòn và trắng nha. Ngâm khoảng 5 phút vớt ra. Cho cà rốt và dưa leo đã cắt sợi vào thau. Cho vào một muỗng canh đường, một muỗng canh nước cốt chanh và một muỗng cà phê muối. Trộn hỗn hợp cho đều để khoảng 10 phút. Da heo mình sẽ cắt sợi mỏng. Lọc bỏ đi phần mỡ thừa. Tiếp theo, Gumi sẽ làm nước mắm trộn gỏi. Mọi người hãy pha theo tỷ lệ 2-2-2-1 là được. Ví dụ, 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước nóng, 2 muỗng canh nước cốt chanh. Nếu không có chanh, mình sẽ thay thế với nước cốt tắc nha. Đầu tiên mình hòa tan nước nóng với đường để nước mắm có độ sệt và đậm đà. Tiếp tục cho nước mắm và nước cốt chanh vào. Sau cùng mình cho tỏi băm và ớt xay vào nếu muốn ăn cay. Bắt chảo lên bếp mình phi thơm hành. Cho da heo, hỗn hợp, cà rốt, rau thơm, một phần hành phi và một phần nước trộn gỏi vào xóc đều và nhẹ tay cho hỗn hợp thấm gia vị nha mọi người. Nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình. Cho gỏi ra đĩa và thêm vài lát ớt và hành phi còn lại với một ít đậu phộng rang. Vậy là Gumi đã vào bếp và làm xong món gỏi dưa leo da heo. Nếu mọi người thấy thích video ngày hôm nay, hãy cho video này một like và đăng ký để xem những video mới nhất tiếp theo nha. Có những góp ý nào, hãy comment bên dưới để Gumi có thể hoàn thiện hơn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.